Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi California Lottery Scratchers, niềm vui nhỏ, hạnh phúc lớn. The new 2021 Sienna with hybrid power has an incredible 648-mile driving range. Buổi sáng sẽ lại hấp dẫn với món sausage McMuffin with egg thơm ngon của McDonald's. Hiện nay, bạn có thể được hai bánh này để ăn sáng chỉ tốn 4 đồng rưỡi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi, 714-889-0777. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Zulu Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin thế giới. Thủ lĩnh người tị nạn sắc tộc Rohingya bị bắn chết tại trại trú ẩn ở Bangladesh. Cảnh sát Anh hiếp dâm và giết nữ công dân Sarah Everard bị kết án tù chung thân. Đụng độ đẫm máu tại nhà tù ở Ecuador làm 116 người thiệt mạng. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Phát ngôn viên Liên Hợp Quốc và một viên chức cảnh sát Bangladesh hôm nay xác nhận tin cho hay các tay súng không rõ danh tính ngày hôm qua đã bắn chết thủ lĩnh người Hồi giáo Rohingya nổi tiếng tại trại tị nạn ở miền nam Bangladesh. Ông Mohidullah, 40 tuổi, đã lãnh đạo một trong các cộng đồng người tị nạn Myanmar, đồng đảo, được nhiều người biết sau khi hơn 730.000 người Hồi giáo Rohingya bỏ chạy để tránh cuộc đàn áp của quân đội Miến Điện cách nay 4 năm. Ông Mohidullah đã được Tòa Bạch Ốc mời đến thăm và đọc diễn văn tại cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Nhân vật số 2 của Sở Cảnh sát thị trấn Cox Bazar xác nhận tin ông Mohidullah bị bắn chết nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Tại các trại tị nạn ở Bangladesh, ông Mohidullah đã thống kê các vụ quân đội Miến Điện giết người, hãm hiếp và đốt phá để cung cấp cho nhân viên điều tra của các tổ chức quốc tế. Mohidullah bị đe dọa tính mạng từ 2 năm trước đây, nhưng tuyên bố không sợ hãi và cam kết tiếp tục tranh đấu cho công cuộc bảo vệ sự an toàn của người tị nạn Miến Điện, kể cả việc hồi hương. On Kiyomu, nhà hoạt động xã hội dân sự Rohingya và là cố vấn của chính phủ thống nhất quốc gia Myanmar, nói rằng cái chết của Mohidullah là sự mất mát lớn đối với cộng đồng Rohingya. Thưa quý vị, một cảnh sát Anh hôm nay đã bị kết án tù chung thân vì bắt cóc, hãm hiếp và giết chết bà Sarah Everard, người bị mất tích 7 tháng trước đây, đã làm bùng phát các cuộc biểu tình kêu gọi chính phủ Anh hành động để bảo vệ sự an toàn của phụ nữ trên đường phố. Wade Cousins, 48 tuổi, viên cảnh sát đã chẩn xét giám đốc điều hành tiếp thị, 33 tuổi, ở khu vực Nam London hồi tháng 3 và bắt bà với lý do vi phạm lệnh phong tỏa trong mùa đại dịch. Cousins đã bị truy tố phạm 60 tội danh nguy hiểm theo luật pháp Anh. Nghi can là thành viên của đơn vị tinh nhuệ của cảnh sát London bảo vệ các nhân viên ngoại giao đang nhận tội bắt cóc, hãm hiếp và giết người tại phiên tòa diễn ra hồi tháng 7 qua. Đồng nghiệp của nạn nhân làm việc tại tổ chức Stormers Labour là Harriet Harman, cựu bộ trưởng phụ nữ, nói rằng vụ án đã làm giảm sút niềm tin của phụ nữ Anh đối với lực lượng cảnh sát và kêu gọi ủy viên cảnh sát Matt Rashida Dick từ chức. Đoạn băng của máy giám sát ghi hình cho thấy Wade Cousins đã chẩn bắt Evara khi bà đang đi trên đường đi bộ trở về nhà ở Brixton ở phía nam London. Sau khi rời nhà của một người bạn ở Clapham gần đó vào tối 3 tháng 3, bị cáo đã giơ thẻ nhận dạng của cảnh sát, sau đó còng tay và đẩy bà lên một chiếc xe hơi để đến Kent, cách đó khoảng 80 dặm. Wade Cousins khai đã hiếp dâm và dùng thắt lưng để siết cổ Evara cho đến chết và thiêu xác của bà. Hài cốt của bà đã được tìm thấy trong rừng một tuần sau khi bị mất tích. Tổng thống Guillermo Lasso hôm qua xác nhận tin cho hay vụ đụng độ đẫm máu xảy ra giữa các thành viên băng đảng tại một trong những nhà tù lớn nhất Ecuador lên tới 116 người, chưa kể 80 người bị thương, trong đó có 6 người đã bị chặt đầu. Vụ bạo loạn bùng nổ tại nhà tù tọa lạc ở Penitenciaria del Litoral thuộc tỉnh Guayas giữa các băng đảng giành quyền kiểm soát nhà tù thường xuyên xảy ra trong những tháng gần đây.
Trước đó đã xảy ra hai vụ đụng độ làm 120 người chết, cũng tại hai nhà tù ở Ecuador. Văn phòng công tố viên quốc gia Nam Mỹ hôm qua cho biết, 6 trong số các tù nhân Penitenciaria del Litoral bị chặt đầu. Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ lên án vụ bạo lực và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Ecuador điều tra các vụ bạo lực tại nhà tù và đưa người chịu trách nhiệm ra trước tòa. Và một phụ nữ người Đức 96 tuổi đã bị bắt và truy tố vì tội trợ giúp và tiếp tay với cảnh sát Đức Quốc xã sát hại hàng ngàn tù nhân trong trại tập trung sau khi bỏ trốn khỏi viện dưỡng lão để không phải ra tòa. Imgar Fuchner, cựu thư ký trại tập trung Stockhof khi mới 18 tuổi, đã không đến tòa án đúng thời hạn quy định, đã rời viện dưỡng lão ở Quickborn, Vandenberg bằng taxi. Cảnh sát đã tìm thấy bà trên đường đến trạm xe lửa bằng taxi. Các thẩm phán tòa án cho biết cảnh sát sẽ dẫn giải bà đến tòa và bác sĩ sẽ phải kiểm tra xem nữ bị cáo có đủ sức khỏe để ngồi tù hay không. Phiên tòa công bố bản cáo trạng được dời đến ngày 19 tháng 10. Theo dự tính, thì phiên tòa xử bà Imgar Fuchner sẽ kéo dài 37 ngày và kết thúc vào tháng 6 năm sau. Có thể đây là phiên tòa cuối cùng xét xử người bị buộc tội tiếp tay với Đức Quốc xã giết người Do Thái. Fuchner đã bị công tố viên buộc tội đã trợ giúp việc hành quyết hơn 11.000 người khi làm thư ký khu tập trung Stockhof. Fuchner từng khẳng định với các công tố viên rằng bà không biết về các vụ hành quyết tại trại giam hoặc việc giết hại các tù nhân Do Thái. Đảng phái Ba Lan và tù nhân chiến tranh Liên Xô, mặc dù theo truyền thống Đức, thì nhà tù nơi bà làm việc có lò thiêu xác các nạn nhân. Hơn 65.000 tù nhân đã bị giết tại trại tập trung nơi bà Imgard Fuchner làm việc. Hầu hết thành viên đội tuyển nữ túc cầu Afghanistan đều cho biết họ tuyệt vọng khi rời quê hương, nhưng nay thì cảm thấy an toàn ở Bồ Đào Nha. Hy vọng sẽ theo đuổi ước mơ trở thành cầu thủ và gặp thần tượng Cristiano Ronaldo. Taliban của phong trào Hồi giáo cứng rắn đã chiếm đóng và giành chính quyền vào tháng 8, buộc họ phải ra đi. Và chính phủ Bồ Đào Nha đã cấp quyền tị nạn cho các nữ cầu thủ trẻ tuổi Afghanistan. Tất cả đều cho biết không có hy vọng sẽ được trở về lại Afghanistan. Mặc dù hứa hẹn tôn trọng nữ quyền, nhưng một viên chức cao cấp Taliban tuyên bố sẽ không cho phép phụ nữ Afghanistan chơi thể thao vì không cần thiết và coi là điều tối kỵ vì để cơ thể hở hang. Fakunda Mutha, đội trưởng đội tuyển nữ túc cầu quốc gia Afghanistan đã bay đến Lisbon hôm thứ Tư, tuyên bố đó là lý do khiến họ bỏ chạy khỏi quê nhà để được tiếp tục chơi môn thể thao mà họ yêu thích. Mutha đã định cư tại Canada, làm phụ tá huấn luyện viên túc cầu tại một trường đại học, đã liên lạc với các nữ thành viên của đội túc cầu Afghanistan để di tản tổng cộng 80 đội viên và thành viên của gia đình họ, kể cả trẻ sơ sinh. Họ đặt chân đến Bồ Đào Nha ngày 19 tháng 9. Và tiếp theo phần tin thế giới, chính phủ Hoa Kỳ và Qatar vừa ra thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt các thành viên của mạng lưới tài chính Hezbollah có trụ sở tại Qatar. Quyết định trên được Bộ Tài chính Mỹ công bố vào ngày hôm qua, đánh dấu hành động phối hợp hiếm hoi giữa Hoa Kỳ và Qatar trong việc ngăn chặn Hezbollah điều hành mạng lưới tài trợ nhóm khủng bố ở Lebanon gồm 7 thành viên. Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng thời cũng cho hay, các biện pháp tương đương cũng đã được áp dụng đối với công dân Qatar, Saudi Arabia, Bahrain và Palestine. Ông Andrew Gucki, Giám đốc Văn phòng Kiểm soát Tài sản của Người Ngoại quốc của Bộ Tài chính Hoa Kỳ thì cho biết, Hezbollah đã lợi dụng sự sơ hở trong hoạt động của hệ thống tài chính quốc tế để thiết lập mạng lưới tài chính toàn cầu, trợ giúp tổ chức khủng bố. Lệnh trừng phạt nhắm vào các thành viên của tổ chức khủng bố toàn cầu vì đã trợ giúp vật chất hoặc là công nghệ hoặc hàng hóa cho Hezbollah. Hai người của họ bị coi là đã bí mật gửi hàng chục triệu Mỹ Kim cho tổ chức khủng bố thông qua hệ thống tài chính chính thức và các hãng chuyển phát tiền mặt và thường xuyên đến gặp các viên chức Hezbollah ở Lebanon và Iran. Năm 2016, Tòa án Nhân quyền Canada đã ra phán quyết kết luận chính phủ liên bang nước này đã thi hành chính sách phân biệt đối xử trong việc cung cấp dịch vụ săn sóc trẻ em người sắc tộc thiểu số tại Canada, đẩy họ vào các cơ sở nuôi dưỡng không an toàn và thiếu tiện nghi tối thiểu. Năm 2016, trẻ em các sắc tộc thiểu số ở Canada chỉ chiếm 7.7% tổng dân số cả nước.
chính phủ Justin Trudeau năm 2019 đã kháng cáo phán quyết của tòa án buộc phải chi tiền bồi thường cho mỗi trẻ em là 40.000 đô la Canada, mức tối đa theo đạo luật nhân quyền Canada. Thẩm phán Paul Favreau của tòa án liên bang hôm qua đã bác bỏ kháng cáo và kêu gọi hai bên tiếp tục thương lượng. Trong hơn một thế kỷ qua, ít nhất 150.000 trẻ em thuộc các sắc tộc thiểu số First Nation, Métis và Inuit đã phải theo học các cơ sở giáo dục được chính phủ tài trợ và do các nhà thờ của giáo hội Công giáo La Mã điều hành. Trẻ em các sắc tộc thiểu số bị tước bỏ ngôn ngữ và văn hóa, lạm dụng thể chất, khủng bố tâm lý và tấn công tình dục tại các cơ sở giáo dục. Một ủy ban điều tra của liên bang năm 2015 kết luận rằng hệ thống giáo dục trên vi phạm tội ác diệt chủng văn hóa. Vừa rồi là phần tin thế giới. Kính mời quý vị một lần nữa tiếp tục giữ làn sóng của Lido Sài Gòn TV. Thảo Tiên và Thanh Tâm sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.